Ai giải cứu TV Human khỏi tên bồn cầu? Có phải là Super Camera? Cẩn thận nha anh ơi. Hay là Superman? Anh này mạnh lắm, con bồn cầu bị tiêu diệt chắc rồi. Là Super TV đúng không các bạn? À á, là chồng yêu của mình. Là anh Titan Speaker sao? Trời ơi, không chịu đâu. Là Super bồn cầu có được không? Bồn cầu cứu mình khỏi bồn cầu thật sao?